Bác để cháu làm giúp cho ạ. Cậu vào trong này mà chơi. Việc này trông thì dễ, nhưng phải quen tay thì mới làm được. Cháu làm được mà. Thì đây. Thấy chưa? Tôi đã bảo không dễ mà. Đưa đây cho tôi. Bác để cháu thử lần nữa. Cậu sáng dạ đấy. Đổ đầy cấp phích cho tôi. Phải để lại một ít nước ở đáy chảo, rồi mới đổ nước lạnh vào đun tiếp. Tôi ra ngoài này một tí nhé. Vâng ạ. Này, cậu ăn sáng đi. Chết, bác trả công cháu đấy à? Công giá gì, tiện thì mua cho cậu, cầm lấy. Cháu xin. Thế bố cậu đã nghĩ lại chưa? Cậu cháu im lặng. Hôm qua cậu cháu bảo là đi đón con biển về ạ. Thế là may cho cậu rồi. Cứ như ý tôi là ông ấy đã nghĩ lại, đón em cậu về cho có anh có em, gọi là để quản lý nhau. Kìa, ăn đi chứ. Cháu vẫn lo lắm. Cháu chả biết cậu cháu yêu hay không yêu. Lúc nào cũng cậu cậu con con. Nhưng mà ít tình cảm lắm bác ạ. Thế là ông ấy bình tĩnh đấy. Cậu thử nghĩ xem. Đang được tiếng là có con học giỏi nhất trường, đùng một cái bị công an gọi lên, thông báo là dính líu đến bọn trộm cướp nguy hiểm. Bác ơi, cháu không muốn thế đâu hả bác? Ừ, người trong cuộc thì hiểu, nhưng ở ngoài đời có phải ai cũng hiểu cho đâu. Hôm ông ấy đưa cậu về, tôi cứ tưởng ông đánh cậu một trận đau lắm. Cháu muốn được ăn đòn. Đòn xong thì thôi. Hoặc là phải cho cháu được phân trần. Đằng này đánh không đánh, cháu muốn nói, cậu cháu cũng không cho nói. Khổ lắm bác ạ. Để tôi nói hộ. Nếu cần tôi với chú Tuấn công an trên đồn đến nói cho. Ông ấy đứt ruột sinh ra cậu. Nghe chúng tôi tỉ tê, ông ấy sẽ xót thôi. Được như thế thì cháu cảm ơn bác lắm. Bác ơi, hay bác cho cháu ở đây giúp đỡ bác. Bác cho đồng nào cũng quý, mà không cho cũng được ạ. Khó lắm. Ở đây 8-9 người muốn vào làm, họ chỉ nhận có 3. Mà trai tráng khỏe mạnh như cậu, ai lại vào tổ với mấy bà già. Thế bác tranh thủ nói giúp với cậu cháu hộ cháu nhé. Ừ, trưa nay tôi đến. Biển, Biển ơi. Anh Núi, anh đi đâu đấy? Anh về từ lúc nãy, khi em với cậu vào nhà ấy. Sao anh lại đứng đây? Anh sợ cậu. Em biết rồi. Cũng vì chúng em mà anh phải khổ. À, có thư của anh Sông đấy. Anh ý bảo đã đến nơi tập trung rồi. Vui lắm. Anh ý chỉ cần học 6 tháng là biết lái tàu. Con chào cậu ạ. Cậu vừa đi công tác về ạ. Ừ, cậu mới về. Cậu để con mở cho ạ. Để cậu. Chúng em nhiều quá. Thôi nào Biển, đừng khóc nữa em.
Giờ anh về đây rồi, anh em mình lại có nhau. Anh sẽ đi làm để nuôi em ăn học tiếp. Hôm anh bị bắt, người ta có đánh anh không? Không. Anh bị hai đứa ăn cắp nó lừa. Chị Duyên, công an ở ga Tiền Trung với bác Toại các cổng chứng nhận cho anh rồi. Thế mà cậu bảo với em anh bị ghi sổ đen. Cậu nói đúng đấy. Đã bị công an giữ 3 ngày, bắt gia đình lên nhận mặt thì cũng xấu hổ lắm. Và lại anh mắc tội nói dối cậu. Nhưng cũng chỉ tại cậu không nuôi các em nên anh mới phải. Nói dối là tội to đấy em ạ. Anh chỉ mong cậu tha cho. Không được cậu cho đi học nữa cũng được, nhưng cậu đừng làm giấy từ anh. Đời nào cậu lại làm như thế? Chào anh. Dạ. Chào bác. Chào ông. Mời vào. Vào đi. Vâng. Mời bác. Vâng, xin ông. Mời anh. Dạ vâng. Chào bác ạ. Chào anh. Chào anh ạ. À. Chào các cháu. Các con ra mua cái gì nhẹ nhẹ ăn chưa? Vâng ạ. Ăn bánh chưng nhá. Hay bánh mì. Ý cậu thế này? Cậu hay ăn bánh mì, anh em mình mua cho cậu một ổ bánh mì thật ngon. Anh em mình ăn bún, em thèm ăn bún chả lắm. Nhá. Em thích thì mua đi. Bác ơi, bán bún cho cháu. Mua bao nhiêu hả cháu? Hai anh em cháu ăn thôi. Ờ. Cậu cho ăn liên hoa thế này là anh thoát rồi. Ừ, cũng còn phải kể đến công của bác Mùi. Với lại anh công an Tuấn nữa. Người ta không thích những người dối trá. Anh đã nói dối cậu. Mệnh báo yên, sinh hoạt thành phố trở lại bình thường. Lệnh báo yên, sinh hoạt thành phố trở lại bình thường. Con mời cậu xây nước. Ừ, cậu cảm ơn. Biển ơi. Dạ. Vào đây con. Con cứ việc uống chè. Dạ. Con không quen ạ. Ừ, thế thì tùy. Thôi, cậu chỉ uống thế thôi. Bây giờ thế này nhá. Con đi đâu làm gì? Đấy là quyền của con. Cậu không can thiệp. Cậu chỉ có một yêu cầu rất đơn giản và cũng rất hợp lý là ở chỗ con phải ra khỏi nhà khi cậu đi làm. Khi nào cậu về mở khóa con mới được vào nhà. Sao lại thế ạ? Không phải việc của con. Cậu bảo con nghe chứ không bảo con nói. Nhưng... Con lại sai quy định rồi. Con xin cậu. Cậu cho con được trình bày. Con xin lỗi vì con đã nói dối cậu. Không cần thiết.
Chỉ cần mấy việc con làm vừa qua là cậu hiểu bản chất của con như thế nào rồi. Con xin hứa với cậu từ nay. Cậu không bắt con hứa hẹn gì nữa đâu. Con có cái sai, cậu cũng có cái sai. Cậu đã không cương quyết ngay từ đầu. Thôi, từ nay ta rút kinh nghiệm. Thưa cậu, anh con sai cũng vì chúng con. Anh con đã nói thế, mong cậu thương lại anh con. Trái lại, không ai thương cậu, không ai bảo vệ thanh danh cho cậu, không ai thật thà với cậu. Con biết, con làm khổ cậu nhiều lắm. Cậu vặt con kiểu gì con cũng xin nghe. Nhưng cậu đừng bắt con ra khỏi nhà. Tuy chưa làm được việc gì lớn, nhưng con sẽ dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước, đỡ đần cho cậu, cho em Biển ạ. Cảm ơn con. Việc nhà cậu đã có kế hoạch. Mấy bữa nay lo đưa em Biển về, cậu sao nhãng việc cơ quan. Bây giờ cậu phải đi. Con ra trước, để cậu còn khóa cổng. Cậu ơi, con xin cậu ạ. Thôi thôi, cứ để đây cho cậu. Con ra cổng trước đi. Thế thì con cũng đi theo anh núi. Biển, con không được hỗn. Cháu chào bác ạ. À, cậu đấy à? Thế sao lại đi chơi vào giờ này? Cậu cháu bắt cháu ra khỏi nhà khi cậu cháu đi làm. Để làm gì? Muốn làm gì thì làm bác ạ. Cậu cháu quy định như thế. Bố cậu thật quái gở. Bác ơi, thế hôm nọ bác với anh công an vận động cậu cháu đến đâu rồi ạ? Ông ấy nói chung chung lắm. Ông ấy bảo cậu đã lớn rồi, xã hội chịu trách nhiệm một nửa, ông ấy chịu một nửa. Thế là cậu bắt cháu ra khỏi nhà vì chuyện một nửa ấy. Thất nhân đức. Trong lúc ông ấy đang nóng giận thì cậu cứ cố gắng nhẫn nại. Lúc bắt ra khỏi nhà thì cứ ra, nhưng lúc ông ấy cho vào thì cậu cố gắng làm việc nhà cho thật tốt. Đi chào, về hỏi thật lễ độ. Lòng con người ta không phải gỗ đá. Rồi ông cũng sẽ nghĩ lại thôi. Cháu xin vâng lời bác ạ. Thôi, cậu về đi. Cứ đứng ở cổng ấy mà chờ. Nhưng còn những 3 giờ nữa. Hay bác có cần đưa nước sôi đi đâu? Cháu giúp bác. Cháu không lấy công đâu. Cháu chỉ muốn làm việc, chứ cháu không muốn lêu têu ngoài phố. Nước thì chốc có người đến lấy, nhưng tôi nói để cậu thông cảm. Ở đời cũng có người tốt kẻ xấu. Hôm nọ cậu giúp tôi có một chốc, mà có người đến báo với tiểu khu là tôi cho kẻ tiền án tiền sự vào làm việc. Cậu thông cảm. Mình làm 100 điều tốt, nhưng để xa xảy một điều xấu coi như công không. Cho nên bố cậu có thái độ với cậu cũng có cái lý của ông ấy. Bác cũng nghĩ như thế. Thì coi như cháu hết đường rồi ạ. Kìa, núi, nghe tôi nói đã. Có thông cảm với cậu, tôi mới nói thật. Dù cậu có giận, tôi cũng phải nói hết. Vâng. Cháu biết bác rất thương cháu. Cháu sẽ làm theo lời bác. Bác ơi,
Có lúc nào bác rỗi, bác thử nói thêm với cậu cháu một lần nữa. Được không bác? Ừ, cứ cố gắng lên. Giúp được gì cho cậu, chúng tôi sẽ thu xếp ngay. Cháu cảm ơn bác ạ. Núi. Dạ. Chờ tôi một tí. Hôm qua tôi đi lễ đền bà Lê Chân, có tí lộc, cậu cầm lấy. Thôi, bác để bồi dưỡng ạ. Tôi có rồi, cậu cứ cầm lấy tí lộc, có khi lại gặp may đấy. Thế thì cháu xin. Cháu cảm ơn bác ạ. À. Anh ơi, cho em hỏi tàu mấy giờ về ạ? À, hình như là cũng sắp về rồi đấy. Trốn về hay vào đây ăn cắp? Em chỉ vào đây xem có ai thuê khiêng vác cái gì không ạ. Cút, tao mà nhìn thấy mày lảng vảng đây nữa thì liệu hồn. Em hứa với anh, em chỉ xin làm thuê kiếm bữa thôi ạ. Mày đến đây ăn vạ đây à? Cút không thì bảo. Cút! Anh có nặng thì em mang giúp. Em làm bốc vác ở đây ạ. Này, không phiền gì đến cậu nhá. Hai đứa em tôi là công an, nó đến đây ngay bây giờ. Liệu mà tránh trước đi. Anh nặng lời thế. Anh cần giúp thì giúp. Trong cái hộp to như thế này, nhưng bên trong toàn sách cả thôi. Cảm ơn cậu đã có lòng tốt. Anh không đi gọi xích lô đi, còn đứng đây trò chuyện vớ vẩn làm gì. Con chào cậu ạ. Cậu để con đỡ xe cho ạ. Khỏi phiền con, cậu làm cái này quen rồi. Con vào trước đi. Cậu ơi, cậu để con lau xe đạp cho cậu ạ. Cũng chưa cần thiết đâu. Con đi lo việc của con đi. Con chào cậu ạ. Lo cơm nước đi nhá. Vâng. Có còn việc gì anh giúp cho? Có mớ rau thì em đã nhặt rồi. Hôm nay anh đi những đâu? Quanh quẩn đấy mà. À, anh cho em cái này này. Bác Bùi ở tổ nước sôi cho đấy. Để dành em nhá, anh đi tắm đi. Không, anh còn phải lao động đã. Thế lao động là gì ạ? Có việc ngay ấy mà. Con cầm cái bi đông này ra kỳ đồng,
đến quầy mậu dịch số 2 hỏi đúng cô nhân, mua cho cậu cốc bia. Ở đầu phố mình cũng có bia mà cậu. Cậu quen uống bia Kỳ Đồng, mà cậu đã nhờ thì đừng có hỏi lại. Con chào cậu. Cậu đi làm ạ? Cậu chưa đi. Cậu sang đánh thức con, để con chuẩn bị đi, như cậu con mình đã quy định. Cậu ơi, con van cậu. Con lang thang ngoài đường phố khổ lắm ạ. Sướng khổ là việc của con, đã quy định cứ thế mà làm. Cậu chỉ còn 10 phút nữa thôi đấy. Còn mua đúng quán cô nhân chứ? Vâng ạ. Ừ, lần sau cứ mua ở đấy. Vâng. Nối, chuẩn bị xong chưa? Anh con đi với cậu à? Ừ, cũng như hôm qua. Nghĩa là cậu lại bắt anh con phải lang thang? Điều này thì con hỏi anh con. Cậu không có trách nhiệm bắt anh con ngồi nghỉ hay đi lang thang. Cậu... Cậu ơi, cậu bắt con đi, con xin đi. Con chỉ xin cậu, nếu cậu không cho con ở nhà, thì cậu xem trong cơ quan cậu có chân quét dọn, lau chùi hoặc bốc vác gì, cậu xin cho con đi làm ạ. Cậu sẽ lưu ý. Còn bây giờ ta hãy làm như đã thỏa thuận. Nào, muộn mất rồi. Cậu... Thôi Biển, cậu sẽ xin việc cho anh mà. Anh đi, trưa anh lại về. Con chào cậu, con đi. Con đi. Cậu còn nhớ như in hồi cậu còn đi học, ông Dr. Tây có đến thăm trường. Ông ấy bảo là chất đạm và chất ngọt rất cần thiết cho trí nhớ. Còn nhớ lấy điều đó ý nhớ. Nhưng mà con không thích ăn đồ ngọt. Thôi, cậu mang về mà bồi dưỡng. Kẻo ở đây mấy đứa trẻ nhà quê, chúng nó ăn vụng hết đấy. Không thích con cũng cứ phải ăn. Cứ sự ăn này là vì tương lai, vì tri thức, chứ đâu như cái kẻ phàm phu tục tử, vai u thịt bắp. Con, bây giờ con không còn phải sợ lũ trẻ ăn vụng nữa. Đây, con cứ cẩn thận khóa lại. Chỉ còn sợ lũ kiến, cậu sẽ có cách khắc phục. Biển. Cậu đi Thủy Nguyên rồi, em có chìa khóa, em mở cho anh vào. Cậu đi bao giờ? Lúc 9 giờ, chiều mai mới về. Ừ. Vào đi anh núi.
Sáng nay cậu đi đột xuất, vội không kịp ăn. Em mua bánh chưng cho cậu rồi, phần anh cả đấy, anh ăn đi. Ừ. Cậu có nói gì đến chuyện xin việc của anh không? Em nhắc thì cậu bảo đã xin việc, nhưng còn chờ ông tổ chức về mới quyết định được. Ăn đi anh. Em ăn chưa? Rồi. Trông anh xanh lắm. Trời rét trông thế thôi, chứ anh thấy anh còn khỏe lắm. Ừ. Cậu biết thì chết. Cậu không biết được đâu, đây là phần em tiết kiệm. Anh ăn thế này ấy, không có việc làm cũng phí. Em sẽ tìm việc cho anh. Việc gì hả em? Đứa nào làm gì em? Không. Anh Núi ơi, đêm qua em mơ thấy mẹ. Em mơ thấy mẹ thế nào? Mẹ về, mẹ mặc cái áo rách lắm. Mẹ ôm em rồi hỏi, anh Núi con đâu? Em bảo, anh con đi học. Mẹ khóc bảo, anh con bị người ta đánh. Nói đến đây thì em tỉnh dậy. Anh ơi, anh có bị ai đánh không? Không, chỉ có một lần suýt bị thì anh đã kể với em rồi. Anh Núi ơi, chắc ở dưới đấy mẹ cũng khổ lắm. Cứ nhìn cái áo mẹ mặc thì trời rét thế này làm sao mà chịu nổi được. Ừ, ngày trước mẹ cũng hay bị cảm lạnh lắm. À, anh Núi này, hay là anh em mình đi kiếm gỗ đóng cho mẹ cái bàn thờ. Ta làm mấy cái áo giấy đốt như người ta làm ở quê gửi xuống cho mẹ. Ừ, ta tìm loại giấy tốt, anh cắt, em dán thật dày vào để cho mẹ không bị rét nhá. Vâng. Cậu về. Làm sao bây giờ em? Em cũng không biết nữa. Hay là anh em mình cứ nói thật với cậu. Ừ, mà cũng không còn cách nào khác. Con chào cậu ạ. Thưa cậu. Dạ. Con không phải nói nữa. Như thế là con đã vi phạm những điều cậu quy định với con. Xong cậu cũng đang có việc cần bàn với con, cho nên sự vi phạm này coi như có thể thông cảm được. Dạ thưa cậu. Con chờ một lúc, cậu rửa mặt xong sẽ nói chuyện với con ngay. Cậu ơi, có phải cậu đã xin được việc ở cảng cho con rồi không ạ? Cậu bảo con chờ thì con cứ chờ. Anh Núi ạ. Hả? Có khi là mẹ phù hộ cho anh đấy. Em thấy lần này cậu có vẻ vui hơn. Nếu anh được đi làm thì thích quá em nhỉ. Anh xin cậu cái xe của mẹ mà đi làm cho đỡ mệt. Ây, quốc bộ cũng được, có mấy cây số thôi mà. Anh mà đi làm thì ối cô mê. Bọn bạn lớp em bảo em, mày có anh trông kẻng trai lắm. Con sang phòng cậu. Vâng ạ.
Chào ơi, nếu cậu là người cha có tâm tính khác, con sẽ hỏi ngay xem cái điều đang còn bí mật kia là cái gì. Một quyết định thu nhận con vào công tác, hay một cái giấy của phòng tổ chức bảo con lên cho người ta xem mặt, hay là một tờ giấy mẫu cậu đưa để con viết đơn xin việc. Con ngồi xuống. Lẽ ra cậu phải báo cho con từ hôm qua, nhưng có việc đột xuất phải sang chỗ anh Ý, cho nên hôm nay cậu mới nói được. Cậu ơi, có việc gì đấy ạ? Tính cho đến hết hôm qua là con tròn 18 tuổi. Không ai lại cấp tem phiếu cho những thanh niên chưa có công ăn việc làm. Vì thế, cậu buộc phải thông báo với con. Từ nay, con phải tự lo lấy cái ăn kia mặc. Những quy định trước đây vẫn giữ nguyên. Cậu, như thế thì con sống bằng gì ạ? Sao con lại hỏi như thế? Nhẽ ra thì con học xong lớp 10, thi vào đại học, có học bổng, có tem phiếu như anh Ý. Nhưng con lừa dối cậu, bỏ học, hậu quả do con gây ra. Thế mà con lại hỏi cậu. Cậu ơi, đã bao lần con thưa với cậu là con có lỗi? Chuyện lỗi lầm ta không bàn lại nữa, nó đã qua rồi. Bàn cũng chẳng ra tiền ra gạo, mà tình cảm cậu con lại thêm nặng nề. Để con khỏi cảm thấy đột ngột, cậu chu cấp cho con 3 cân tem gạo và 10 đồng ngoài kế hoạch. Con tự lo cho đến ra riêng. Cậu ơi, cậu quy định như thế thì cậu giết anh con. Con xin cậu, con suất của con, hai anh em con tự nuôi nhau. Biến! Con đã nhiều lần hỗn với cậu. Con không hỗn, con không dám hỗn. Con chỉ xin cậu thương lấy anh con. Cậu thấy con không phải làm như thế. Anh con đã 18 tuổi. Ngày trước ông nội 18 tuổi đã làm thông phán. Cậu đây 18 tuổi đã đỗ tú tài. 7-8 chủ Tây chủ ta mời làm việc. Đằng này anh con là người như thế nào, chúng ta không cần phải xét nữa. Cậu chỉ là người thông báo sự việc để anh con biết. Thế cậu đẻ ra anh núi làm gì? Biển ơi, anh xin em. Chuyện chỉ có thế. Con xin thưa với cậu một lần nữa thôi. Xin cậu thương con. Con nên đi ra ngoài để anh con tự do phát biểu. Con chỉ xin phép hỏi cậu là công việc ở cảng, cậu đã xin cho con được đến đâu rồi ạ? À, cậu đã nói chuyện này với tổ chức, có xin cả với ông giám đốc nữa. Họ bảo con phải chờ. Cậu ơi, ra riêng thì người ta có giải quyết không ạ? Thường thì người ta nhận người vào đầu năm, nhưng năm nay chưa biết thế nào. Cậu ơi, cậu thử nói thêm một lần nữa giúp con được không ạ? Cậu đã nói với con nhiều lần, nếu con có yêu cầu đó, cậu sẽ ghi nhớ. Lúc nào tiện, cậu sẽ nói. Bởi vì gặp được ông giám đốc, gặp được tổ chức cũng là chuyện khó. Vâng, cậu cố giúp con cậu nhé. Con không phải nói nhiều. Cậu dặn con lần nữa, số tiền 10 đồng và 3 cân tem gạo là cậu phải lấy phần của anh Ý để chu cấp cho con. Đây là khoản cuối cùng, nên con chú ý trang trải tiêu pha thế nào cho gọi là hợp lý. Con cảm ơn cậu. Con xin gửi lại cậu và anh Ý á. Còn chị? Con không có thói quen ăn phần của người khác. Thôi, nếu con không cần thì cậu cũng chả ép. Bây giờ ta lại thực hiện những quy định như đã thỏa thuận, vì cậu phải đến cơ quan có việc.
Cháu thưa bác tổ chức, cháu tên là Phạm Quang Núi, là con trai thứ tư của bố Phạm Đại. Thưa bác, nhà cháu rất khó khăn ạ. Cháu đã nhờ bố cháu thưa với các bác, cho cháu làm việc gì trong cảng cũng được. Thưa bác, cháu chờ đã lâu, cháu sợ các bác nhiều việc nhỡ ra quên mất. Hôm nay cháu chờ bác, xin bác ạ. Bố cậu chưa bao giờ xin việc cho cậu cả. Mà cái việc tuyển công nhân chúng tôi đã dừng từ tháng trước rồi. Mà nếu cậu có nhu cầu ấy thì về nói với bố cậu là chờ đến sang năm nhé. Thế bố cháu chưa nói gì ạ? Tôi không thấy nói. Năm vừa rồi rất ít con em trong ngành xin việc. Mà nếu ông ấy nói thì tôi phải nhớ chứ. Không nói, chưa nói. Bác ơi, thế bây giờ bác có thể linh động được không ạ? Không được. Công nhân đã vào biên chế, ai vào việc ấy hết rồi. Cháu chỉ xin một chân quét dọn hay là một cái gì không phải là công nhân cũng được. Cậu khỏe mạnh như thế này, cố gắng mà chờ đến sang năm. Nếu có đợt ấy, tôi sẽ cho cậu đi học lớp lái cầu. À nhưng mà thôi, tôi đi có việc bây giờ. Dạ. Em không phải hỏi anh nữa. Làm sao hả anh? Thế các bác ấy trả lời thế nào ạ? Cậu chưa hề xin việc cho anh. Có thật không? Thế anh có gặp được bác giám đốc không? Gặp tất cả rồi. Nhưng cậu không nói một lời nào hộ anh. Anh về, đưa cho em cái này. Trong này có một chỉ vàng mẹ cho anh. Hồi ở quê, anh nhờ mợ Uyên bán nhưng không được. Em giữ lấy, sau này đi lấy chồng, gọi là có chút lưng vốn. Trong này còn 13 đồng, anh tiết kiệm được. Hồi anh đi bốc vác ở ga, em giữ lấy mà may quần áo. Biển, nghe anh nói. Ở đây anh hoàn toàn bị cậu chối từ ghẻ lạnh. Sống như thế, khổ cho em và khó cho cậu. Anh mới gặp một người bạn tốt ở Hà Nội. Anh ấy rủ anh lên đó đi buôn. Nếu làm ăn được, Tết anh sẽ về thăm cậu, thăm em. Làm sao mà anh biết buôn? Thì mình học người ta, khó như chữ còn học được. Chứ đi buôn, chỉ lo mua vào cho rẻ, bán ra có lãi là được. Mà mình đi theo người biết buôn, có vốn, không lo đâu em ạ. Này cầm lấy này. Anh cầm đi mà làm vốn. Bạn anh có tiền, chưa cần anh bỏ vốn. Đây là tiền của em, em cầm lấy để anh đi. Kẻo cậu về, cậu lại làm khổ em đấy. Anh nói thật đi, anh lên Hà Nội hay là đi tìm dì Hiền? Em cũng biết chị Hiền à? Không phải chị mà là dì. Em nghe cậu nói, anh với dì có chuyện gì quan trọng lắm. Anh ơi, anh đừng đi tìm dì ấy nữa. Mang tiếng cho cậu, xấu hổ cho vong hồn mẹ. Anh đi buôn. Mà nói thật, bây giờ biết chị Hiền ở đâu, anh cũng đi tìm ngay. Em chả hiểu gì cả. Em không hiểu gì anh cả. Em không biết. Em thương anh thì em mới nói thế. Thì anh nói anh đi buôn với bạn anh trên Hà Nội. Thôi, anh đi đây. À, em nhớ hôm cúng tất niên, em đốt quần áo gửi xuống cho mẹ nhé. Vâng. Anh chờ em một tí. Em để riêng cho anh. Anh ăn rồi hãy đi.
còn lại mẹ Nguyễn Thị Hiền. Sinh ra ở làng Vực, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng. Còn là con cả của mẹ, tên là Phạm Quang Núi. Ngụ ở số nhà 35, tiểu khu Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Hôm nay mới là 24 Tết. Con không có tiền để mua được gì, chỉ có cái bánh chưng nhỏ nhúng muối với thẻ nhang con thắp để lạy mẹ, để mẹ thông cảm cho con là đến Tết con không lên khấn mẹ được. Mẹ ơi, hiện nay con đang lang thang, không có nơi nương tựa. Mẹ sống khốn chết tiếng, đi mây về gió. Mẹ phù hộ cho con. Con không phải là thằng con hư hỏng, bạc bẽo đâu mẹ ơi. Bố con đã quyết đẩy con ra khỏi nhà. Bây giờ con không biết sẽ đi đâu, không tìm được việc gì để kiếm sống. Con mắc tội lừa dối mọi người, lừa dối bố con. Mẹ ơi, bây giờ con có muốn đi bộ đội, thanh niên xung phong cũng không thể đi được. Ai trong một thằng con đã bị bố lừa bảo nó kẻ lừa lọc, trộm cắp đi đâu. Cúi đầu lại mẹ, có khi con phải đi ăn cắp với mẹ ơi. Mẹ sống khôn chết tiêng, phù hộ cho con. Đừng bắt con phải ra tù vào tội. Con lạy mẹ, con đi ăn cắp, con cũng chỉ kiếm đủ ăn qua cái Tết này. Rồi con sẽ đi kiếm việc làm, chăm lại vong linh hồn mẹ, ngàn lại vong linh hồn mẹ.